con nhỏ nhỏ đó. Con tên là con cá gì đấy? Con này con tên. Đó. Con tên cá vượt đó. Bao tiền con này ạ? 50 đi. Một con lớn. À, con cá dài cái là con cá gì ạ? Dài đấy là măng em ơi. Măng. Cái đấy thì con một con là ba thì con đồ dài thì dài kia thì con khoảng nhất là 120, còn con đều đều đấy là 150. Có một con nhỏ hơn luôn. Nhỏ hơn một tí đấy là có măng. Còn cái này thì là nó là cá tên. Cô đang đúc cái gì đấy không? Nhà mình cũng đang thổi cái gì đấy ạ? Đó, thổi cái gì đấy. Thôi mà. Bên kia thì nó dâm hơn. Cái nhà mình cũng như là có điều có khoản rồi ấy, như là điều khoản. Dâm hát bên này. Cái này là sông Hồ. Sông đấy. Ở đấy hồ thủy điện đấy. Ừ, đấy. Cái con cá bè bè này là nó đều, người ta kéo lưới đấy. Còn kia thì cái dài kia là phải đặt câu. Bên đấy thì nước uống, bên kia thì cũng của nhà mình tắt rồi mà. Vâng. Bên đấy thì rông nó mát, bên này nó hơi hết nắng. Không vấn đề gì vậy? Côn nhê. Cho nó ra đây nào. Hả? Kéo nó ra đây. Đi. Kéo ra đây không? Ừ. Một cái này nữa bác ơi. Ừ. Cho vào đấy luôn à? Không, tí để đấy thì chịu lắm. Lấy cái riêng à? Ừ, đấy đã được rồi. Đấy đã ăn rồi, em thấy thôi. Cho nó nóng lên cơ. Nóng, không, nóng, không là nóng. Đấy đó. Đấy, ông chị vừa mới làm xong mà. Dạ. Yeah. Ừ, đó, tiêu ẩm thôi. Cái 10.000. Chuẩn bác cho đấy cho nóng. Đấy, người ta lấy, người ta bóc bếp rồi đấy. Bóc như thế kia kìa. Cho nó vào đây. Qua đường cẩn thận. Đó. Đi qua đường cẩn thận. Cái nồi này nồi gì bác? Cái xôi mà em. Đưa tố qua bên kia đường có được không bác? Được chứ, đi tự nhiên sang này ô tô. Người mình thì chẳng đi sang đấy mà. Đường nó ô tô nó chạy nhanh. Đạp ở đấy bên này cứ đi sang.